Hot Boy thuê vận chuyển hơn 7 kg ma túy tổng hợp. Án chung thân cho người nhốt phụ nữ phân xác ở Mỹ. Cửa ngõ miền Tây bắt đầu kẹt xe do người dân rời quê trở lại sau lễ. Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển. Kiểm soát khám nghiệm hiện trường, vụ sạt lở kè chắn đất làm ba mẹ con tử vong. Ngày 2 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thông tin về vụ sạt lở kè chắn đất xảy ra tại khu vực km 5 đường Đông Khế, thành phố Cao Bằng khiến 3 người tử vong. Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30 tháng 4, tại khu vực tổ 4, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, xảy ra sự việc một kè chắn đất xây bằng đá bị đổ làm sập hoàn toàn một ngôi nhà xây cấp 4 của một hộ dân, làm chết 3 người. Hiện trường xảy ra vụ sạt lở kè chắn đất nằm ở đoạn km 51+800 quốc lộ 34B thuộc khu vực tổ 4, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Kè chắn đất được xây bằng đá hộc, bên trong đổ đất ngang mặt đường quốc lộ. Chân kè có mương nước nhỏ rộng khoảng 2,5m, tiếp giáp mương nước là nhà bà Trương Thị Hoa, sinh năm 1958, gồm có 5 người sinh sống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các kiểm sát viên đã xem xét thẩm quyền khám nghiệm, thành phần tiến hành khám nghiệm, đảm bảo thực hiện việc chụp ảnh, vẽ sơ đồ, mô tả hiện trường, đo đạc và thu mẫu vật để phục vụ công tác, trưng cầu giám định và kịp thời đề ra các yêu cầu cho điều tra viên thể hiện rõ trong biên bản khám nghiệm. Tham gia khám nghiệm hiện trường, xác định chính xác phạm vi hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết. Do vậy, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan, toàn diện và đúng pháp luật tố tụng hình sự. Do khối lượng đất đá bị sập đổ lớn nên công tác khám nghiệm hiện trường của các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm 18 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2021, lực lượng khám nghiệm hiện trường vẫn chưa thể tiếp cận để đo vẽ phần móng của công trình kè chắn đất. Một ngày tước 2.166 bằng lái xe do vi phạm giao thông. Số liệu trên được Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 2 tháng 5. Cụ thể, sau 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 64 người. So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ của năm 2022, tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 5 người chết và giảm 11 người bị thương. Riêng ngày 2 tháng 5, cả nước xảy ra 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương 17 người. Số vụ tai nạn và thương vong đều xảy ra trên đường bộ. So với ngày 2 tháng 5 năm 2022, tai nạn giao thông giảm 4 vụ. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 9.703 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 20,87 tỷ đồng, tạm giữ 168 ô tô, 4.426 mô tô, 18 phương tiện khác, tước 2.166 bằng lái xe các loại. Cảnh sát giao thông thủy nội địa kiểm tra, phát hiện xử lý 111 trường hợp vi phạm, phạt tiền 168 triệu đồng. Cảnh sát giao thông đường sắt kiểm tra, phát hiện xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 5 triệu đồng. Vội vã ra đường, cô gái ngượng chín mặt vì sự cố trang phục. Trên các diễn đàn mạng mới đây, nhiều người đã truyền tay nhau hình ảnh người phụ nữ khi rơi vào tình huống khá ngượng ngùng. Theo đó, vì vội vã ra đường mà chị đã mặc nhầm chiếc áo lót bên trong ra phía bên ngoài. Sau đó thản nhiên xuống phố mà không hề hay biết gì. Khi vừa bước ra cửa, người phụ nữ đã chạm mặt ngay một người đàn ông lái xe máy đi qua. Trước ánh mắt tò mò của người này, chị đã phải nhìn lại khó hiểu. Mãi đến khi nhận ra sai sót của mình, chị mới vội ôm người xấu hổ rồi chạy vào bên trong nhà mặc lại đồ. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm, cho rằng đây chỉ là một sự cố không mong muốn vì cô gái quá vội vàng hoặc vì ảnh hưởng của việc tiêm ngừa khiến não bộ hay quên. Thực tế, tình trạng hay quên xảy ra khá phổ biến, đặc biệt ở các bà mẹ sau sinh.
Nguyên nhân là do hóc môn được tiết ra trong quá trình mang bầu và sinh con, khiến cho nhiều mẹ bỉm dễ dàng nhầm lẫn, quên trước quên sau. Nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến phụ nữ quên quên nhớ nhớ. Một trong những lý do phổ biến là bởi chị em có quá nhiều công việc cần phải giải quyết. Việc này nối tiếp việc kia. Cùng với đó là nếp sống vội vã khiến nhiều chị em không biết mình nên làm cái gì và quên cái gì. Hot Boy thuê vận chuyển hơn 7 kg ma túy tổng hợp. Chiều ngày 2 tháng 5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Công, 30 tuổi, trú Bắc Giang, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022, Công đã thuê người vận chuyển 2 kiện hàng, bên trong chứa hơn 7 kg ma túy tổng hợp, loại MDMA. Phát hiện sự việc, ngày 10 tháng 1, BC04 Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố Công cùng với tội danh. Tuy nhiên, thời điểm Tống Đạt quyết định khởi tố, Công đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích. Để phục vụ cho việc điều tra, gần đây BC04 Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Công. Theo lãnh đạo BC04 Công an thành phố Hà Nội, Công có ngoại hình rất điển trai, xăm gần như kín người. Nếu phát hiện Công, mọi công dân đều có quyền bắt giữ, giải đến cơ quan công an gần nhất. Hoặc nếu có thông tin thì báo ngay cho BC04 Công an thành phố Hà Nội. Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, du khách đến với biển Hải Tiến không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của 5 chòi canh hình bàn tay được dựng lên tại khu vực bãi tắm. Trong ngày 2 tháng 5, bãi biển Hải Tiến có khá đông người dân, du khách xuống tắm. Theo phản ánh của du khách, một số hạng mục của công trình chòi canh hình bàn tay đang có dấu hiệu hư hỏng, gây mất an toàn. Cụ thể, vị trí chân đế, chân cầu thang lên chòi canh, những tấm nệm cao su bọc bên ngoài đã bị bật ra, để lộ lớp đinh vít lởm chởm như bẫy du khách. Mặc dù những chòi canh này được xây dựng để quan sát nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng an ninh túc trực tại chòi canh. Trên chòi canh, chính quyền địa phương đã gắn biển cảnh báo cấm leo trèo và không được tắm gần khu vực chòi canh. Dù vậy, có rất nhiều du khách leo lên chòi canh để ngắm cảnh và chụp hình. Trước đó, như đã phản ánh, 5 chòi canh được thiết kế hình bàn tay 5 ngón, dừng tại bãi biển ở khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Trong cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2023, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa có báo cáo cụ thể về việc này. Án chung thân cho người nhốt phụ nữ, phân xác ở Mỹ. Ngày 28 tháng 4, tại tòa án hạt Dallas, James Phép, 60 tuổi, vẫn không nhận tội các tội danh giết người cấp độ 1, bắt cóc và bỏ rơi thi thể đối với bà Cassie Rainwater, 33 tuổi, mặc dù không thừa nhận các bằng chứng. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thuyết phục, thẩm phán Jill Potter đã kết án chung thân không ân xá đối với Phép. Theo cáo buộc, Phép đã nhốt Rainwater trong lồng rồi sát hại, phân xác, sau đó bỏ thi thể nạn nhân trong nhà của mình. Rainwater được thông báo mất tích lần đầu vào ngày 25 tháng 8 năm 2021, ngày 24 tháng 7 năm 2021. Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện Phép và người đàn ông tên là Timothy Norton lên kế hoạch sát hại Rainwater. Norton là tài xế xe tải sống trên khu nhà của Phép. Vài ngày sau, Norton thú nhận những gì đã xảy ra tại khu nhà của Phép. Khám xét nhà của ông ta, nhà chức trách thu giữ nhiều mảnh thi thể bên trong tủ đông. Qua xét nghiệm pháp y, họ kết luận nạn nhân là Cassie Rainwater. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, các nhà điều tra nhận được lệnh khám xét điện thoại của Phép. Họ tìm thấy 7 bức ảnh chụp Rainwater khỏa thân, một phần trong chiếc lồng trên khu đất nhà Phép. Tháng 9 năm 2021, Fresh và Norton bị bắt vì cáo buộc giết Rainwater. Ngày 4 tháng 10 năm 2021, một đám cháy được xác định do đốt phá có chú ý đã thiêu rụi ngôi nhà của Phép. Norton đối mặt với các cáo buộc tương tự Phép.
Cửa ngõ miền Tây bắt đầu kẹt xe do người dân rời quê trở lại sau lễ. Chiều ngày 2 tháng 5, mật độ phương tiện các loại từ các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre qua cầu Rạch Miễu về hướng thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến. Khu vực quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu cả phía tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đều có xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông phải phân 4 làn giao thông và trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm 2 lần, không để xảy ra kẹt xe kéo dài. Trong khi đó, phà Rạch Miễu tạm lại ít phương tiện qua lại. Cuối buổi chiều, chỉ có 3/4 chiếc phà hoạt động. Trên quốc lộ 1 và đường dẫn vào đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang. Chiều cùng ngày, mật độ phương tiện từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng rất cao. Nhiều điểm nóng như ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Thân Cửu Nghĩa, cầu Rượu, huyện Châu Thành, ngã ba An Thái Trung, cầu Mỹ Đức Tây, ngã ba Văn Can, huyện Cái Bè cũng thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Ô tô các loại lưu thông qua khu vực này rất chậm. Các lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã tích cực điều tiết giao thông. Theo các ngành chức năng, tối và ngày 3 tháng 5, tình hình giao thông tại cửa ngõ miền Tây thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tiếp tục diễn biến phức tạp khi người dân rời quê về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông làm việc sau lễ. Trong khi mật độ phương tiện lưu thông tăng cao, người điều khiển phương tiện cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Đặc biệt, khi qua cầu Rạch Miễu, ô tô có trọng tải lớn cần né giờ cao điểm và nên giữ khoảng cách an toàn để không xảy ra va chạm giữa các phương tiện. Nổ đường ray xe lửa tại tỉnh biên giới của Nga với Ukraine. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Nga dẫn nguồn kênh truyền hình Ren TV tối ngày 2 tháng 5 cho biết, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã cho nổ tung đường ray xe lửa ở tỉnh Bryansk của Nga. Theo thông tin sơ bộ, 20 toa xe và một đầu máy xe lửa đã bị trật bánh và lật do sự cố. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 20 theo giờ Moscow, tức 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 5 theo giờ Hà Nội, trên đoạn đường sắt đơn cách nhà ga Snezhdestskaya không xa. Thiết bị nổ phát nổ vào thời điểm đoàn tàu chở hàng từ tỉnh Bryansk đến thị trấn Karachev đi qua. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Một tàu chữa cháy và hai tàu cứu hộ đã được điều đến hiện trường khẩn cấp. Tập đoàn Đường sắt Nga đã thành lập nhóm điều phối công việc nhằm khắc phục hậu quả vụ nổ. Thông tin về các nạn nhân đang được xác định. Chiêm ngưỡng chiếc kèn đồng khủng nặng tới 300 kg. Chiếc kèn này được ông Đinh Văn Mạnh, 79 tuổi, nghệ nhân làng nghề xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, cùng các thợ trong làng nghề chế tác bằng phương pháp thủ công. Theo ông Mạnh, năm 2004, giám mục bên giáo xứ đặt ông làm một chiếc kèn lớn. Con rể của ông Mạnh cùng với các thợ khác trong làng nghề phụ ông làm chiếc kèn khủng liên tục trong 4 tháng. Khâu đúc và gò những ống hơi, tạo nốt nhạc của kèn là công đoạn khó nhất đối với các nghệ nhân ở đây. Sau 4 tháng đánh vật với đồng, búa, với mỏ hàn, các nghệ nhân ở làng nghề đã tạo ra chiếc kèn khổng lồ nặng tới 300 kg. Khi hoàn thành, tôi sợ thổi kèn không kêu. Thật may là khi lắp bắp kèn vào, tôi dồn sức thổi thử và kèn kêu rất to. Nghe thấy tiếng kêu, bà con trong làng kéo đến kín sân nhà để xem. Kèn sau đó được di chuyển đến giáo phận Bùi Chu và trưng bày ở đó cho đến nay, ông Mạnh cho biết. Theo ông Mạnh, chiếc kèn khổng lồ lớn gấp hơn 100 lần những chiếc kèn cùng loại bình thường khác, nhưng độ chính xác gần như tuyệt đối. Để mọi người có thể thổi được chiếc kèn này, ông Mạnh đã chế tạo thêm một lớp đầu thổi, tức là búp kèn nhỏ hơn ở phía trong đầu thổi khổng lồ. Chiếc kèn được hoàn thiện không chỉ là niềm tự hào của tôi, mà là niềm tự hào của người dân nơi đây. Giá trị của nó không phải là con số gần 100 triệu đồng, mà giá trị rất lớn về tinh thần. Nó cũng là chiếc kèn đồng khủng nhất Việt Nam, ông Mạnh nói. Trèo cây hái rau rừng ở núi Cấm. Anh Huỳnh Quốc Bủ, 34 tuổi, lên núi Cấm từ sáng sớm, hái rau rừng bán cho các quán bánh xèo. Thu nhập từ 400 đến 600 ngàn đồng. Mỗi tháng đi hái từ 5 đến 6 lần. Sáng cuối tháng 4, núi Cấm mờ sương khá mát mẻ. Người dân xứ núi bắt đầu nhịp sống chậm rãi. Anh Bủ mặc áo dài tay, đội nón lưỡi chai màu đỏ, mang theo túi đựng rau, lên xe máy chạy về hướng Vồ Thiên Tuế. Mùa nắng hái rau rừng khá cực, mỗi điểm chỉ hái được vài ký. Phải đi từ 5 đến 6 điểm mới đủ số rau chủ quán bánh xèo đặt hàng, anh nói. Đọt ngành ngạnh, vùng gió mọc lừa thừa cạnh các tảng đá, số khác vươn ra lối đi ven đường.
dân xứ núi thích ăn vừng gió, có vị thuốc trị đau bụng khó tiêu. Còn ngành ngạnh trị đau lưng, nhức mỏi. Anh Bủ kể một số kinh nghiệm dân gian. Men theo hướng suối Thanh Long, người đàn ông hơn 5 năm trong nghề hái rau rừng, tìm được cụm ba cây bứa, thân cao hơn 10 mét. Anh quan sát một lượt các cành nhánh bên trên để tìm hướng hái thuận lợi rồi leo thoăng thoắt lên trên cây. Một tay nắm chắc nhánh lớn trên cây, anh ngã người với ra, hái những đọt bứa phía xa. Mỗi nhánh anh không hái hết mà chừa vài đọt non để chúng phát triển. Trồng hơn 20 loại rau rừng trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, bứa được xếp vào loại đặc sản khi ăn kèm với bánh xèo. Mùa nắng, rau rừng giá 20-30.000 đồng một ký, giảm 5-10.000 đồng nếu vào mùa mưa. Một buổi đi rừng, mỗi người hái trung bình từ 20-30 ký. Bà Lý Thu Hương, thời gian trước mở quán bánh xèo, tự tay tìm hái rau rừng, cho biết việc hái rau rừng ở núi Cấm không hề dễ dàng, nhất là phải trèo lên những dốc cao, thủ sẵn các vật dụng trừ muỗi, xua đuổi rắn. Núi Cấm cao hơn 700 mét, nằm trong dãy Thất Sơn của An Giang. Mỗi năm, nơi này thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham quan. Từ đây cũng hình thành những hàng quán bán bánh xèo, dọc chân núi hay cạnh chùa Phật lớn. Bánh xèo xứ núi dùng nhân tép, thịt, phối trộn với đậu xanh và các loại nấm, đặc biệt ăn kèm với các loại rau rừng được hái trên núi. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.